chào quý khán giả đã quay trở lại với bản tin sáng ngày 9 tháng 12 và xin chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã đến với những bản tin và bản tin đầu tiên thì liên quan tới nước Nga. Điện Kremlin đã giải thích khi nào xung đột Ukraine có thể kết thúc. Ngừng giao tranh thì phụ thuộc vào Kiev, theo người phát ngôn của ông Putin đã cho biết. Tổng thống Ukraine Zelensky biết rằng nếu muốn giao tranh giữa Moscow và Kiev có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã cho biết trong cuộc họp báo vào hôm thứ Năm. Bạn có thể nói về thời điểm tất cả những điều này sẽ kết thúc cho đến khi bạn xanh mặt ông petkov đã đáp lại dự đoán gần đây của tổng thống ukraine rằng xung đột có thể kết thúc vào năm tới ông zelensky biết khi nào tất cả những điều này có thể kết thúc nó có thể kết thúc vào ngày mai nếu muốn người phát ngôn đã nói thêm trong cuộc họp báo gần đây và liên quan đến tờ politico người đã gọi ông ấy là người quyền lực nhất châu âu ông zelensky đã tuyên bố rằng người ukraine sẽ có ảnh hưởng nhất vào năm tới nhưng đã ở trong thời hòa bình trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho biết vào hôm thứ Tư rằng hoạt động quân sự của Moscow và Ukraine có thể trở thành một quá trình kéo dài vì việc đạt được tất cả các mục vì việc đạt được tất cả các mục tiêu của Nga có thể mất khá nhiều thời gian. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đã tin rằng thật sai lầm khi nói về thời điểm của hoạt động quân sự đặc biệt hoặc cố gắng điều chỉnh nó. Ông lưu ý rằng không thể ấn định ngày chính xác khi nào cuộc xung đột có thể kết thúc và giao tranh vẫn còn căng thẳng. Chúng tôi đang làm việc một cách bình tĩnh, quân đội đang di chuyển, tiếp cận các tuyến được đặt ra làm nhiệm vụ mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, ông Putin cho biết vào hồi tháng 6. Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập sẽ không tham gia vào bất kỳ một khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định rằng cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô căn cứ. Và đó là tin liên quan tới Nga. Giờ chúng ta đến với thông tin liên quan tới Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine ông Kuloba đã kêu gọi thế giới là đừng sợ rằng Liên bang Nga sẽ tan rã như lịch sử trước đây. Ngoại trưởng Ukraine ông Dmitry Kuloba đã kêu gọi thế giới đừng sợ rằng nước Nga sẽ tan rã. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Forbes, Bộ trưởng Ukraine đã nhấn mạnh rằng thế giới sẽ không sụp đổ vì điều này. Tôi kêu gọi thế giới đừng sợ rằng nước Nga sẽ tan rã. Nếu bánh xe lịch sử đã bắt đầu chuyển động thì không một ai thay đổi được điều này, ông Kuloba nói. Gà khiếp khi ép, thế giới lo sợ về sự sụp đổ của Liên Xô, thay vì nghĩ cách giúp Nga tồn tại và trở thành một thành viên bình thường của cộng đồng quốc tế, đã đến lúc phải đối mặt với sự thật rằng nước Nga ngay không thể là một thành viên bình thường của cộng đồng quốc tế. Tôi không nghĩ thế giới sẽ sụp đổ nếu nước Nga tan rã. Nhưng người dân Nga sẽ phá hủy đất nước của họ như đã xảy ra với đế quốc Nga vào năm 1917. Ông Kuloba đã tuyên bố, ông đã phát biểu trên tờ uh, Union và bài phát biểu về gà Kiev là tên gọi một cách hài ước của bài diễn văn lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ, ông George Bush vào ngày 1 tháng 8 năm 1991 tại Kiev. Khi đó, chính trị gia này cảnh báo người Ukraine chống lại chủ nghĩa dân tộc tự sát, kêu gọi bảo tồn Liên Xô và từ bỏ độc lập khỏi Moscow. Bài phát biểu đã khiến những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và những người bảo thủ ở Mỹ phẫn nộ. Và biên tập viên ông William Sarafia của tờ New York Times gọi bài phát biểu là gà Kiev, chicken Kiev speed. Chicken cũng được sử dụng theo nghĩa là đồ hèn trong tiếng Anh. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Ukraine là ông Alexei Danilov cho biết vào hồi giữa tháng 9 rằng sự tan rã của nước Nga bắt đầu vào hồi giữa tháng 9 rằng sự tan rã của nước Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, ngày diễn ra là cuộc xung đột toàn diện giữa Ukraine khi quân xâm lược không thể nhanh chóng chiếm được Ukraine. Nhà khoa học chính trị và nhà báo Nga ông Andrei Pionkovsky đã cho rằng nước Nga sẽ bị khuấy động bởi một cuộc nội chiến. Theo ý kiến của ông, Nga sẽ không chia tách một cách hòa bình thành các nước cộng hòa riêng biệt theo các dòng tộc mà sẽ hình thành các nhóm vũ trang để chiến đấu với nhau. Trong khi đó, chuyên gia quân sự ông Petro Chelik đã lưu ý rằng quá trình tan rã của nước Nga có phải thể phải kéo dài hàng chục năm. Vâng, đó là những gì mà Ukraine đang nói. Và giờ thì đến ngày Ukraine đang phải phải chứng kiến thì chính xác hơn. Đó là gì? Thị trường Kiev đã cảnh báo kịch bản tận thế. Ngày 7 tháng 12, thị trưởng của thủ đô Kiev, ông Vitali Klitschko đã cho biết Kiev có thể sẽ mất điện, nước và nguồn cung cấp nhiệt. Ngày tận thế có thể xảy ra giống như trong bộ phim của Hollywood khi người dân sống không thể sống trong những ngôi nhà có nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đang chiến đấu và làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra. Đáng nhận rằng, gần 500 điểm sưởi ấm cho chính phủ thiết lập không đủ cho một thành phố hơn 3 triệu dân vị thị trưởng này cũng đã kêu gọi người dân là chuẩn bị nguồn cung cấp lương thực và nước uống khẩn cấp cũng như là quần áo, giấy tờ để có thể di rời nếu như nguồn nước cũng như là nguồn sưởi ấm bị tắt. Ngoài ra, ông cho biết là hiện tại không cần sơ tán vì thành phố chỉ thiếu điện khoảng 20% và điều kiện vẫn ổn định. Trong khi đó, tổ chức là Mercy Corp tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, điều phối viện trợ nhân đạo của Kiev đã nói với tờ New York rằng toàn bộ hệ thống điện của Ukraine có thể sụp đổ chỉ trong vòng vài tuần nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra. Tổ chức này cũng đã cho biết điện có thể bị mất trong nhiều tuần, khiến các thành phố lớn trở nên là không thể sống được trong vòng 4 tháng tới. Và một điều khác đã làm chúng ta phải xem đến đó chính là việc ông Zelensky đã bắt đầu phải lo lắng. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của Ukraine, ông Zanusny có thể sẽ nắm quyền Ukraine, cựu phó quốc hội của Ukraine là ông Kiva đã cho biết qua nghiên cứu sau hội học mới nhất, nhóm của ông Zelensky rất lo lắng rằng trong cuộc bầu cử chớp nhoáng dự kiến được trong cuộc bầu cử dự kiến được công bố vào hồi mùa xuân, họ sẽ thua nhóm của ông Zanussi. Sự ủng hộ đối với ông Zanussi với tư cách là một quân nhân dân chúng đang tăng lên mỗi ngày, ông Kiva nói. Và đó là điều mà ông Zelensky sợ nhất, còn sợ hơn cả chiến tranh. Và tin tiếp theo, tin này liên quan đến tờ Financial Times. Tờ Financial Times thì đã biết được loại vũ khí mà quân đội Ukraine đã sử dụng để nổ tung căn cứ không quân Engel một nguồn tin ở Kiev đã nói với tờ Financial Times về các máy bay không người lái được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự xa Ukraine. Các máy bay quân sự ở các tỉnh Ryazan và Saratov của Liên bang Nga có thể bị tấn công bởi máy bay không người lái do chính quyền Ukraine phối hợp cùng với doanh nghiệp tư nhân là sáng chế. Một cố vấn quốc phòng ẩn danh của chính phủ Ukraine đã nói với tờ Financial Times. Theo như lời ông, trong khuôn khổ của sáng kiến này có thể sẽ thường xuyên sản xuất những máy bay không người lái như vậy. Người đối thoại của tờ báo đã chỉ ra rằng máy bay không người lái không phải là một sự phát triển. Như một số nhà phân tích cũng đã thừa nhận rằng và cũng không phải là bản sửa đổi của máy bay không người lái của Liên Xô như Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Ông cũng giả định rằng những máy bay không người điều hướng quán tính cho phép chúng di chuyển theo hướng của mục tiêu mà không cần kết nối vệ tinh. Điều này khiến chúng khó bị đánh chặn hơn nhiều. Công nghệ này đủ chính xác để đưa một người trong tên lửa lên mặt trăng. Điều đó khó hơn nhiều so với việc đánh trúng một căn cứ không quân lớn của Nga cách xa khoảng hàng nghìn km. Nguồn tin của tờ Financial Times đã giải thích. Cũng vị cố vấn này đã giải thích rằng các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân này là một phần trong chiến thuật mới của Kiev nhằm phá vỡ kế hoạch quân sự của Moscow và, và gây ảnh hưởng đến dư luận bằng cách chứng minh rằng không có cơ sở nào ở Nga được bảo vệ hoàn toàn khỏi các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi không có hạn chế về phạm vi tấn công và chúng tôi sẽ sớm có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Nga, bao gồm cả Serbia. Một kỹ sư của Ukraine, người chế tạo máy bay không người lái đã cho quân đội Nga, của quân đội và nói rằng máy bay không người lái được sử dụng để tấn công hai căn cứ không quân của Nga có thể đạt tốc độ là gần bằng tốc độ âm thanh, tức là máy bay phản lực đấy ạ. Một tin khác thì tin này liên quan tới Đức, Đức bật đèn xanh cho các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga. Kiev không có nghĩa vụ hạn chế xung đột trên lãnh thổ của mình, chính phủ Berlin đã cho biết. Trong khi Mỹ tránh xa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hai căn cứ không quân cách Nga hàng trăm km, người phát ngôn của chính phủ Đức đã cho biết vào hôm thứ tư rằng Kiev không phải giới hạn nỗ lực chiến tranh của mình bên trong lãnh thổ Ukraine. Ukraine có quyền tự vệ theo điều 51 hiến trương của Liên hợp quốc ông Stephen Heberchet đã nói với các nhà báo khi được yêu cầu bình luận với các báo cáo về các vụ nổ tại sân bay của Nga. Ukraine không bắt buộc phải hạn chế các nỗ lực quốc phòng trên lãnh thổ của mình. Theo Bộ Quốc phòng của Nga, hai máy bay ném bom ở căn cứ chiến lược ở vùng Ryazan và Satarov đã bị máy bay không người lái tấn công vào sáng hôm thứ Hai. Ba quân nhân đã thiệt mạng và một trong số người khác đã bị thương. Trong khi hai máy bay thì hư hại nhẹ và cuộc tấn công đã không làm gián đoạn các cuộc tấn công theo kế hoạch chống lại hậu cần quân sự của Ukraine vào cuối ngày. Vụ tấn công diễn ra cùng ngày với những tiết lộ rằng Mỹ đã sửa đổi hệ thống tên lửa Hima để Ukraine không thể sử dụng chúng cho các tên lửa tầm xa, được cho là vì nhà trắng không muốn là leo thang căng thẳng với Điện lên Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony Blinken đã nói với các phóng viên vào hôm thứ ba rằng Washington không khuyến khích cũng như là không cho phép người Ukraine tấn công bên trong nước Nga và thay vào đó là cung vào đó là cung cấp cho các họ các thiết bị mà họ cần để tự vệ. Ukraine có khả năng tấn công bất cứ một địa điểm nào của Nga ư, giới quan sát phương Tây thì cho rằng sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine Nga có thể tăng cường bảo vệ các căn cứ không quân, nơi đặt các máy bay ném bom cũng như là các tên lửa là tên lửa hạt nhân chiến lược của họ. Ukraine dường như đang chứng tỏ khả năng có thể tấn công bất cứ địa điểm nào của Nga. Cựu thứ tá lục quân ông John Spencer, người hiện là chuyên gia về chiến tranh đô thị tại diễn đàn chính sách Madison đã nói, nếu Ukraine thực sự có khả năng điều UAV ở khoảng cách xa hơn 600 km và tấn công vào lãnh thổ của Nga và các căn cứ quân sự, điều đó có nghĩa là Nga sẽ sử dụng rất nhiều nguồn lực như binh sĩ, và lực lượng phòng không để bảo vệ những khu vực mà họ nghĩ rằng Kiev không thể tấn công tới, chuyên gia Spencer đã nói. Moscow cũng đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có nguy cơ là vượt qua làn danh đỏ của Nga và liên quan trực tiếp đến họ trong cuộc xung đột. Washington và các đồng minh thì khẳng định rằng họ không phải là một bên tham gia chiến sự nhưng vẫn tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz thì đã cam, cam kết đầu tư nhiều hơn vào quân đội của mình để Berlin có thể trở thành người đảm bảo an ninh của châu Âu và các đồng minh của chúng tôi đang mong đợi chúng tôi trở thành một người xây dựng cầu nối trong liên minh châu Âu. Tuy nhiên, truyền thông Đức thì đã lưu ý rằng sẽ mất đến năm 2026 để đạt được mục tiêu bắt buộc của NATO là chi 2% GDP cho các lực lượng vũ trang. Và một tin khác, tin này thì liên quan tới hiệp hội hàng không. Ông William Watt, tổng giám đốc hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, tên viết tắt là IATA, vừa mới nói với tờ Telegraph của anh rằng đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện mở cửa không vận cho Nga. Cái gì đó có vẻ sai sai. Nếu không phận là của Nga thì tại sao? Tức là các nước phương Tây phải suy nghĩ đến chuyện mở cửa hay đóng. 36 quốc gia đã cấm các chuyến bay của Nga qua không phận của họ như một biện pháp trừng phạt thì sao giờ lại phải đòi mở cửa? Hầu hết 36 quốc gia cấm vận Nga là ở châu Âu bằng cách đã đặt lệnh trừng phạt lên các chuyến bay. Họ tưởng rằng sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với Nga. Ấy thế, nhưng khi phía Nga đáp ngược trở lại thì hỡi ơi, hóa ra việc đóng cửa bầu trời giờ lại trở thành đóng cửa các hãng hàng không của châu Âu. Các hãng hàng không của châu Âu đã bắt đầu mất khách đầu mất khách hàng do thời gian và chuyến bay từ châu Âu đến châu Á đã tăng lên 1 phần 3. Ví dụ, chuyến bay từ Paris đến Tokyo hiện kéo dài 14 giờ thay vì như 9 giờ. Có mọi người có thể nhớ tới vụ của Thủ tướng Đức đã bay gần 20 giờ mới có thể đến Bắc Kinh được không? Hãng hàng không Fine Air của Phần Lan đang nỗ lặng. Trong nhiều năm, hãng là hãng vận tải thủ lực trên chuyến đường từ Đông Á đến châu Âu và Mỹ nhưng mọi thứ đã trở lên tồi tệ sau khi áp dụng các hạn chế và lưu lượng hành khách qua sân bay Helsinki đã giảm mạnh. Không phải ai cũng đồng ý dạo chơi trên bầu trời thêm 5 7 giờ, đặc biệt là khi có những giải pháp thay thế là các hàng không Trung Đông như Emirates, Qatar Airways hay Etihad Airways cũng như các hàng không của Trung Quốc và Ấn Độ do họ không bị hạn chế gì cả. Thời gian bay tăng cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, giá vé thì sẽ tăng cao. Và một điểm quan trọng nữa là các nhà sản xuất máy bay Airbus và Boeing đang bắt đầu chịu những khoản lỗ lớn các hãng hàng không không đơn giản là không thể trả hết cho họ những chiếc máy bay đã thuê và không ai là vội vàng đặt hàng những chiếc mới. Tình trạng chúa chết thì trạng cũng sẽ bằng hà thôi. Và tiếp theo, tin này thì liên quan tới tờ Tinker America. Trên tờ Tinker America thì có viết rằng ông Biden bắt đầu một cuộc chiến ở Ukraine vì lợi nhuận. Ông Biden đã bắt đầu một cuộc chiến ở Ukraine để che giấu hoạt động rửa tiền của các chính trị gia ở Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã phát động một cuộc chiến ở Ukraine nhằm che giấu hoạt động rửa tiền của các chính trị gia Mỹ và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ. Tài liệu về điều này được xuất bản bởi tờ American Thinker của Mỹ. Để phục vụ chính quyền Biden, chúng tôi đã hợp tác với những tên quốc xã hợp pháp, những người không cần ngại phạm tội ác chiến tranh. Ukraine đã phát động một cuộc chiến để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề ở trong nước và che đậy hoạt động rửa tiền cho các chính trị gia. Đảng Dân Chủ nói chung đã ủng hộ điều này cùng với việc thành lập là Đảng Cộng Hòa. Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin. Sau đó các nước phương Tây đã bắt đầu cung cấp viện trợ cho Ukraine. Vào hồi tháng 10, có thông tin cho rằng Hoa Kỳ sẽ gửi cho Ukraine thêm 275 triệu đô la tiền viện trợ quân sự. Các nhân viên Twitter sẽ phải trả lời quốc hội vì đã che giấu một cuộc điều tra về sự tham nhũng của Biden. Thông tấn xã liên bang cũng đã đưa tin. Theo sau khi doanh nhân Elon Musk đã mua lại Twitter, mạng đã nhận được các thông tin về việc là kiểm duyệt trên mạng xã hội nhằm giảm bớt xung đột liên quan đến máy tính sách tay của con trai của Tổng thống Mỹ, ông Hunter Biden. Và đó là tin liên quan đến tờ American Thinker. Giờ đây chúng ta đến với thông tin liên quan tới ông cố vấn của ông Ensign. Cố vấn của ông Ensign đã nói rằng Ukraine đã tức đoạt hợp pháp Crimea và các vùng lãnh thổ phương Tây. Vài ngày trước khi ký kết hiệp định là Bialo Vera, Quốc hội Ukraine đã thông qua một văn kiện tố cáo là yêu ước là thành lập Liên Xô vào ngày 30 tháng 12 năm 1922 tương ứng Kiev không phải có Crimea và các vùng lãnh thổ phía Tây. Điều này được nói với tờ URA bởi một trong những tác giả của thỏa thuận Bia cố vấn cho Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga, ông Boris Ensin, luật sư danh dự ông Sergei Karai. Tôi trước đây đã xuất bản một tài liệu về quốc hội của Ukraine vào ngày 5 tháng 12 năm 1991, tố cáo hiệp ước thành lập Liên Xô ngày 30 tháng 12 năm 1922, 1922 3 ngày trước khi ký kết hiệp định SNG. Ukraine đã giành lại chính mình một cách hợp pháp vào năm 1922, nhưng không hề có Crimea, Lviv và những thứ khác. Ông Zakay Sarai đã nói: "Chúng tôi cần nhìn vào bản đồ. Tất nhiên, không có Lviv. Tố cáo là gì? Hủy bỏ với sự trở lại tình hình tại thời điểm hợp ký hợp đồng. Họ những vùng lãnh thổ này của Ba Lan, Hungary và tất nhiên là Nga. Những gì còn lại của đế chế, đặc biệt là Crimea Trên thực tế, không có Ukraine theo cách hiểu hiện tại chính trị gia đã chỉ rõ. Ông Zakay Karai đã lưu ý: vào thời điểm đó, không ai có thể kiểm soát về vấn đề này." Đó là Ukraine, họ đã thông báo họ không họ sẽ không cho đi. Chúng tôi thì không vội vàng, mọi người không quan tâm ở cái kết luận. Ngày 18 tháng 12, các thỏa thuận Bilozhsk được ký kết tài liệu đề cập đến việc chấm dứt sự tồn tại của Liên Xô như một chủ đề của luật pháp quốc tế và thực tế địa chính trị. Và tuyên bố việc thành lập các nước cộng hòa, cộng đồng các nước quốc gia độc lập ICS. Thỏa thuận bao gồm chữ ký của ông Stalinap Kuliskevich và ông Vezhelap Kabik từ và ông Zelandi Bulamit từ Nga ông Leonid Kachuk và Vitorid Fonkin là từ Ukraine. Đó là những gì mà giờ đây chính ông người mà đã từng tham gia cái cuộc họp đó đã tố cáo Ukraine không hề có Crimea như những gì mà Ukraine từng tuyên bố đó là của mình. Tin tiếp theo, tin này thì liên quan đến việc phong tỏa tiền của Nga. Sau vài tuần thảo luận rộng rãi vấn đề tịch thu 300 tỷ đô la được phong tỏa của Nga, lãnh đạo Liên Âu đã cho hay là không tìm được cách là tiêu cái số tài sản bị phong tỏa nằm ở đâu và được tờ Phú đã tiết lộ dường như lý do chính do các nước liên minh châu Âu đang tôn trọng nguyên tắc bất di bất dịch của các tài khoản tiền gửi. Nhưng có lẽ thực sự không phải là ở đó, mà là ở chỗ Liên Âu không thể tìm được thể thức của luật mà theo đó có thể ngon lành tịch thu hợp pháp tiền của Nga bằng không cầm nhầm thì phải trả lại, mà lãi mẹ thì để lãi còn Kế hoạch đầu tìm đầu tư tái thiết là cho Ukraine ước tính là khoảng 450 tỷ đô la tạm thời là phải gác lại. Cho đến nay chưa đến bao giờ thì hợp pháp hóa được việc cấp tiền gửi đến bao giờ thì hợp pháp hóa được việc cấp tiền gửi thì tuy nhiên nó vẫn còn phải mong muốn là phải hợp pháp hóa và một tin khác tin này thì liên quan tới việc của ba lan trên tờ nhật chí chính trị của ba lan thì cho hay chính quyền đang cho thành lập một nghĩa trang ở osten chuyên dành cho lính đánh thuê từ ba lan tử trận ukraine tờ báo cho biết là qua 10 tháng chiến dịch quân sự đặc biệt hơn 1.200 tay súng của ba lan đã tử trận ukraine chính quyền ba lan đã chủ trương và các nghĩa trang này xây dựng theo kiểu nghĩa trang của Mỹ. Các bia đá sẽ chỉ ghi mã mã số và sĩ quan nơi để bia rộng khoảng 1 trên 1 và lính là 0,6 x 0,6 mét vuông. Theo như ghi nhận từ phía Nga, hiện tại các khu vực Zaporozhye Bắc Một căn cứ làm các cuộc đàm thoại tác chiến thì lính Ba Lan nhiều hơn lính Ukraine. Những đợt oanh kích tên lửa trong ít ngày gần đây của Nga đã tiêu diệt hơn 200 tay súng Ba Lan. Tại các tỉnh miền Tây Ukraine, quân nhân Ba Lan đã được là biên chế vào lực lượng cảnh sát chuyên từ là các phân tử nguy hiểm thân Nga nhất cử lượng tiện. Đây cũng sẽ là lực lượng nòng cốt khi chính quyền thân Ba Lan ở phía tây Ukraine. Tin này do Cục Tình báo Nga đã công bố. Và tin cuối cùng của bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì liên quan tới việc của Mỹ. Theo như văn bản của Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính năm 2023, Hoa Kỳ có kế hoạch mua các loại vũ khí như sau. 2.600 tên lửa chống hạm Harpoon, 1.250 tên lửa chống hạm Naval Trick, 3.850 là Sam Park 3, 5.600 Manpass FIM-92 Stinger. 28.300 ATGM-148 Javelin 5.100 là URVV tầm trung tức là tên lửa aim 120 Aram 5 100 là tên lửa tầm ngắn AI-9X 950 tên lửa tấm mạng tầm xa RA-RAM 3.100 tên lửa hành trình phóng từ tiên không g và 1.500 là tên lửa đa năng SM-6 864.000 quả đạn pháo 155 ly các loại từ 1128 đến loại 795 12.050 quả đạn Excalibur 155 ly độ chính xác cao 12.000 tên lửa chống tăng đa năng 700 bệ phóng tên lửa HIMA 700 bệ phóng tên lửa HIMA 1.700 tên lửa đạn đạo và 106.000 tên lửa chính xác Tài liệu đã cho thấy sự nhấn mạnh vào việc đẩy nhanh quá trình là sản xuất các loại là tên lửa là chống tăng cũng như man tắt, đạn pháo và tên lửa cũng như các phiên bản có độ chính xác cao của chúng Đây là kết quả của kinh nghiệm trong hoạt động quân sự ở Ukraine cũng như nhu cầu bổ sung kho dự trữ của Mỹ và đồng minh trong bối cảnh các kho vũ khí của Mỹ và đồng minh sau đợt viện trợ quy mô lớn cho Ukraine trong thời gian qua. Một điểm đáng chú ý nữa là việc sản xuất 1.700 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAC mở mới. Đây có thể chỉ là một dấu hiệu đã cho thấy Mỹ có thể sẽ sớm chuyển lao loại tên lửa này cho Ukraine hoặc là đã giao rồi nhưng không công khai. Loại tên lửa này có thể tấn công mục tiêu xa hơn 300 km, có thể phóng từ loại HIMA M142 và hoặc là loại M270. Và đó là những thông tin của bản tin buổi sáng ngày hôm nay và chúng ta cũng đã thấy trong bản tin này có quá nhiều những thông tin rất đặc biệt và đặc biệt nhất là chính liên quan tới Ukraine. giờ đây Ukraine thực tế trên thực tế của những việc mà Ukraine nói rằng Crimea là của Ukraine nhưng giờ đây chúng ta thuộc về Ukraine. Ukraine chỉ là một cái, chỉ có một góc thôi. còn là kể cả phần Luhansk ở phần phía tây cũng đã thuộc về Ba Lan và Hungary chứ không phải là thuộc về Ukraine. cho nên qua những cái câu chuyện như thế này chúng ta mới thấy rõ hơn là lịch sử thế giới nó đã vận động và vận hành như thế nào. phải có những người trong cuộc nói ra những cái điều mà tôi nghĩ rằng nó hiển nhiên là như vậy và xin dành cảm ơn tất cả các bác anh, anh chị chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ với những thông tin nào mọi người cảm thấy hay